Chúc mừng Giáp Tý, sinh năm 1984, được cắt tinh trợ mệnh, vận trình như gấm thêm hoa, tiền chất chật két, giàu có bất ngờ, xóa sổ nợ nần đúng tháng 12 âm lịch. Theo các bậc thầy tử vi phương đông căn cứ vào sự dịch chuyển của các tròm sao chiếu mệnh, kết hợp với thiên can, địa chi, ngũ hành đã đưa ra kết luận được rằng, đúng tháng 12 âm lịch tháng cận Tết tới đây, con giáp, sinh năm 1984 giáp tý được rất nhiều cắt tinh chiếu mệnh, gặp nhiều may mắn, được thần tài che chở, mà ban cho vận may bất ngờ. Vậy, vận mệnh của những người cầm tinh con chuột sẽ như thế nào, và làm sao để nắm bắt được những vận may được ban cho đó, thì sau đây hãy cùng với Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay nhé. Để nắm bắt được vận trình hung cát của mình trong tháng cuối năm 2022, thì xin mời quý vị mệnh chủ tuổi giáp tý sinh năm 1984, ốc thượng chi thử, hãy theo dõi các nội dung chính được giới tiên tri hiệp lực với giới tử vi luận giải như sau. Thứ nhất là tử vi sự nghiệp của tuổi giáp tý Thứ hai là tử vi tài lộc của giáp tý trong tháng 12 âm lịch. Thứ ba là phần luận giải về tử vi về tình duyên và gia đạo của giáp tý. Thứ tư là tử vi sức khỏe của giáp tý trong tháng cuối năm nhâm dần. Thứ năm là tử vi và cẩm nang vượng vận mệnh của giáp chủ giáp tý theo 10 ngày trong tháng 12 âm lịch. Thứ sáu là tuổi sông đất tốt và xấu với người tuổi giáp tý trong năm 2023 quý mão, giúp gia chủ cả năm may mắn, vạn sự thuận lợi, làm ăn tấn tới. Cụ thể vận trình chi tiết như sau. Đầu tiên là phần tử vi sự nghiệp của tuổi giáp tý trong tháng 12 âm lịch. Khi xem tử vi tháng 12 năm 2022, tuổi giáp tý âm lịch cho thấy, bạn có nhiều dấu hiệu chuyển biến rất tích cực về phương diện công việc và sự nghiệp, hàng loạt các cát tinh xuất hiện, hỗ trợ bạn có thể tạo ra những bước đột phá rất mạnh mẽ trong tháng cuối cùng của năm nhâm dần này, nhờ có cả lục hợp và nguyệt lệnh lâm trường sinh cùng soi chiếu vận khí hanh thông con giáp này mưu sự lớn nhỏ gì đều có cảm giác rất suôn sẻ hanh thông sự cố gắng của bạn bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng bằng những thành quả vô cùng khả quan bạn còn có quý nhân đồng hành dìu dắt vượt qua mọi khó khăn và trở ngại nữa vận khí khởi sắc nên bạn tuổi tí hãy mạnh dạn tiến hành những việc quan trọng bằng cách tận dụng cơ hội cắt khí mạnh mẽ và quý nhân vượng vận hứa hẹn thành công sẽ vô cùng lớn các kế hoạch diễn ra cũng suôn sẻ tạo thêm tự tin cho chính bản mệnh giáp tý chưa dừng lại ở đó khi có sao thái dương xuất hiện càng củng cố rằng viễn cảnh tương lai của bạn đang rất tới sáng miễn là bạn có cố gắng và dám làm dám chịu và thật sự nghiêm túc với sự lựa chọn của chính bản thân mình sự thuận lợi chắc chắn sẽ đến khi giáp tý biết đương đầu biết chấp nhận với mọi trở ngại khó khăn dù khối lượng công việc trong tháng giáp tết sẽ là không nhỏ nhưng mà chỉ cần bạn tập trung và làm mọi thứ tới nơi tới chốn thì chẳng có gì phải lo ngại, khi đã nắm được vấn đề cốt lõi cũng như vận dụng kinh nghiệm chuyên môn của bản thân mình, bạn cứ yên tâm là bên bạn luôn có những người giúp đỡ, nên dù có gặp trở ngại cũng dễ dàng vượt qua. Tất nhiên, sự trợ giúp đó không phải là họ làm thay hoàn toàn phần việc của bạn, nhưng sự chung tay góp sức thậm chí là sự hỗ trợ về mặt tinh thần cũng rất hữu ích với bạn ở trong thời điểm này. Nhân cơ hội này, bạn tuổi Tý cũng có thể triển khai những dự định mới mà bản thân mình đã ấp ủ từ lâu, để lên kế hoạch cho con đường thăng tiến tiếp theo của mình, tạo dựng nền tảng vững chắc cho năm Quý Mão 2023 sắp tới. Chớ vì cái lợi trước mắt mà quên đi lợi ích lâu dài, bạn nên chủ động nắm bắt thời cơ và xử lý mọi việc quyết đoán dứt khoát trước khi vận khí đi xuống. Và tiếp theo là xét về phần tử vi tài lộc của tuổi Giáp Tý trong tháng 12 âm lịch. Từ vi tháng 12 năm 2022 của 12 con giáp cho thấy rằng, thu nhập trong tháng này của tuổi giáp tý khá dồi dào, và đến từ nhiều nguồn, mặc dù công việc vào tháng giáp Tết sẽ trở nên rất là bận rộn, và kèm theo đó sẽ là rất nhiều những khó khăn, vất vả, nhưng bù lại tài lộc của bạn vượng rõ rệt, công việc suôn sẻ, hứa hẹn thu nhập cũng thăng tiến, bản mệnh có thể sẽ nhận được một khoản lương, và thưởng, cộng dồn xứng đáng với những đóng góp của bạn trong suốt một năm dài vừa qua. Nhìn chung là khoản thù lao này vô cùng lý tưởng, đặc biệt là với người làm ăn kinh doanh, sẽ có một tháng tất bật với các đơn hàng, lợi nhuận tăng hơn rất nhiều lần so với tháng trước, đó khi có thực thần chiếu mệnh, bạn có thể chủ động đẩy mạnh kinh doanh, buôn bán và đầu tư ngay trong tháng cận Tết 2023 này sẽ có cơ hội thu hoạch được khoản lợi không nhỏ khi thị trường đang nóng mọi thứ dường như đang đi đúng hướng đúng đường vậy nên giáp tý càng phải hành động thật chỉn chu và cẩn thận tránh để xảy ra rủi ro gây thất thoát tài chính trong tháng chạp này nhất là việc lựa chọn đối tác làm ăn không được phép chủ quan và qua loa bạn hãy sáng suốt và tỉnh táo hơn trong việc nhìn nhận và đánh giá con người để không tự rước rắc rối vào người bên cạnh đó do đây là tháng cận tết nên bạn cũng có xu hướng sắm sửa nhiều hơn khi nhu cầu chi tiêu tăng lên bạn càng phải có kế hoạch quản lý tài chính cụ thể hạn chế mua sắm quá đà và không thiết thực Việc cho vay mượn tiền bạc trong tháng cuối năm cũng không phải là quyết định khôn ngoan đâu Giáp Tý nhá, đừng vì một chút cả nể mà mất luôn cả tiền lẫn bạn đấy. Bên cạnh phần luận giải về sự nghiệp công danh cũng như tài lộc của Giáp Tý, thì tiếp theo đây Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ về phần luận giải tử vi tình duyên gia đạo của Giáp Tý trong tháng 12 âm lịch. Thầy Tử Vi có chia sẻ rằng ở phương diện tình cảm có sao Thiên Diêu xuất hiện, giúp đường tình duyên của Giáp Tý khoe sắc mạnh mẽ khi bước sang tháng 12 âm lịch này những người đang còn độc thân các bạn nhận được rất nhiều sự chú ý hơn sớm muộn gì cũng tìm thấy nửa kia phù hợp không phải lo lắng thái quá về tuổi tác chỉ cần bạn chủ động nắm các cơ hội tốt đến với mình để thúc đẩy nhân duyên thì không khó để gặp được người tâm đầu ý hợp nếu như đã có người trong lòng thì đây cũng là thời điểm vô cùng thuận lợi để bạn bày tỏ tình cảm chân thành với đối phương mạnh mẽ lên bạn sẽ sớm có được điều mình hàng mong ước có người may mắn còn nhận được sự chấp thuận của đối phương và thế là có người để dẫn về ra mắt người lớn ngay trong dịp tết này đời sống hôn nhân của các cặp vợ chồng cũng được êm đẹp tình cảm vợ chồng hòa thuận những mâu thuẫn trước đó đã được hóa giải cả hai đều tất bật với kế hoạch chuẩn bị cho tết nhưng cũng không quên quan tâm và chăm sóc nửa kia chu đáo không khí gia đình rất ấm áp và vui vẻ xem phi tinh thắng sao bách việt chủ về nhân duyên xuất hiện ở hướng tây nam đây là phương vị vượng đào hoa bạn nên thường xuyên đặt lọ hoa tươi tại đây để tăng cường cắt khí thúc đẩy nhân duyên tốt lành từ đó người độc thân sớm tìm được ý trung nhân tình cảm các cặp đôi thì ngày càng thắm thiết và phần luận giải vàng, trong chương trình ngày hôm nay đó là vân luận giải về tình hình sức khỏe của tuổi giáp tý trong tháng 12 âm lịch. Sức khỏe của tuổi giáp tý cũng không có gì đáng lo ngại, song bạn có dấu hiệu lao lực, do tháng này quá bận rộn với công việc, và bạn quá mải mê với việc kiếm tiền, năm hết Tết đến bạn càng cần phải chú ý chăm sóc cơ thể hơn, để không ngã bệnh vào thời điểm cận Tết này nhé. Với các bạn tuổi giáp tý cũng nên chú ý giữ ấm cho cơ thể, để phòng bệnh cảm cúm, phong hàn, gây ảnh hưởng tới công việc, và sinh hoạt thường ngày của bạn, do đó bạn hết sức lưu ý vấn đề này. Ngoài ra, bạn cần chú ý trong khi đi lại, để tránh gặp phải sự cố đụng chạm xe cộ, gây thương tích sẽ rất bất lợi cho bạn đấy. Và tiếp theo đó là phần luận giải về tử vi và cẩm nang vượng vận của mệnh chủ giáp tý theo 10 ngày trong tháng 12 âm lịch. Tử vi 10 ngày đầu tháng 12 âm lịch, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 10 tháng 12. Người tuổi giáp tý là con giáp may mắn ngay khi tiến vào 10 ngày đầu tiên của tháng 12 âm này, bạn đạt được rất nhiều thành tựu khiến cho người khác phải ngưỡng mộ từ chuyện tình cảm cho đến cả chuyện sự nghiệp công danh nữa. Trong thời điểm này, những người độc thân thì đã dần mở lòng mình hơn với những đối tượng khác giới, bạn chẳng còn nhốt mình trong thế giới cá nhân nữa, còn nếu như đã có đôi có cặp bạn hoàn toàn cảm nhận được đối phương trân trọng mình như thế nào? vì vậy bạn cũng đừng keo kiệt những lời khen ngợi hoặc yêu thương dành cho người ấy hãy để mối quan hệ giữa hai người ngày càng bền chặt hơn nhé nhất là khi năm hết tết đến như thế này và trong công việc bạn cũng hoàn thành được một vài nhiệm vụ rất là quan trọng và vì thế bạn hoàn toàn có quyền được ăn mừng chiến thắng với bạn bè đồng nghiệp Tuy nhiên, tử vi cũng nhắc nhở con giáp may mắn vào 10 ngày đầu tháng 12 âm này rằng, dù có gặp nhiều thuận lợi đến đâu chăng nữa, thì bạn cũng chớ nên chủ quan, kẻo những sự cố xảy ra vào những lúc mà bạn không hề ngờ tới nhất, hãy lắng nghe lời khuyên của những người có kinh nghiệm, bạn có thể hạn chế được một số rủi ro đấy nhá. Thời điểm vàng trong tháng duy nhất có hai ngày là, ngày mùng 6 và mùng 9 âm lịch. Hướng may mắn là hướng Tây Bắc và hướng Đông, kết hợp với các tuổi quý nhân là tuổi hợi, tuổi thân, thì chắc chắn thành công. Con số phát tài của giáp tý trong lúc này là con số 67, 92 và 15. Tử vi 10 ngày giữa tháng 12 âm lịch từ ngày mùng 10 đến ngày 20 tháng 12. Trong 10 ngày giữa tháng 12 âm lịch này, chính là khoảng thời gian vô cùng hanh thông với các bạn tuổi giáp tý. bạn nên mở lòng ra để đón nhận những điều mới mẻ mà cuộc sống mang lại cho mình, đừng quá để ý đến đánh giá của những người ngoài, dù cho người ta có cảm thấy những điều bạn làm là hoang đường, thiếu thực tế đi chăng nữa, bởi biết đâu đó lại là một hướng đi phù hợp với bạn thì sao. Tuy có những lúc giáp tý có thể vướng phải một vài khó khăn, nhưng vào giữa tháng này, bạn có thể thở phào nhẹ nhõm, vì những khó khăn đã được giải quyết triệt để, lúc này bạn sẽ có nhiều năng lượng hơn để tập trung vào những đích đến trong cuộc sống. Chuyện tình cảm của bạn cũng rất là đáng ước mơ, dù là đàn ông hay phụ nữ, thì mọi người đều xứng đáng được yêu thương và trân trọng, sự quan tâm chăm sóc của người ấy có thể khiến bạn cảm thấy rằng, mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Còn với những các bạn độc thân, đào hoa nở rộ, giúp bạn nhận được sự ngưỡng mộ, chú ý đến từ những người bạn khác giới, hãy quan sát thận trọng để tìm ra ai là người thật lòng muốn đến với mình giáp ký nhé. Và thời điểm vàng trong tháng là ngày 12, 13 âm lịch. Hướng may mắn là hướng Tây Bắc và hướng Đông, kết hợp với các tuổi quý nhân là tuổi Thìn, tuổi Sửu thì chắc chắn thành công. Con số phát tài 54, 29 và 81. Tử vi 10 ngày cuối cùng của tháng 12 là từ ngày 20 đến ngày 30 Tết thần may mắn chủ yếu phù trợ cho những người tuổi giáp tý trên hai phương diện đó là sự nghiệp và tài chính công việc của bạn diễn ra rất thuận lợi hanh thông và chủ yếu là nhờ vào sự hỗ trợ của đồng nghiệp và cấp trên nhân lúc này bạn hãy cố gắng học hỏi thật nhiều và đừng ngại ngần bày tỏ những điều mình đang còn chưa nắm rõ nếu như tích cực và chủ động hơn nữa bạn sẽ thu nhận được rất nhiều kinh nghiệm đáng quý mà không phải ai cũng có cơ hội được học hỏi đâu vào 10 ngày cuối năm nhâm dần này, cũng là một thời điểm rất phù hợp cho bạn bắt tay vào những công việc hợp tác, hoặc là thực hiện một dự án mới nữa đấy. Trên phương diện tài lộc. Người làm đầu tư kinh doanh, nhận được nhiều cơ hội để kiếm tiền vào thời điểm ngay từ đầu tháng 12, cho dù mọi việc sẽ có những lúc không thể suôn sẻ hoàn toàn. Song thử thách đến với bạn, cũng chính là cơ hội, chỉ cần bạn mạnh mẽ đối mặt, bạn ắt sẽ đạt được những thành tựu rất đáng ngưỡng mộ chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều khởi sắc, chỉ cần bạn dành nhiều thời gian hơn cho những người thân thiết nhất thì cảm xúc của hai người sẽ được hâm nóng nhanh chóng thôi. Tết đến xuân sang, gia đình nhỏ sẽ luôn ngập tràn niềm hân hoan và hạnh phúc. Thời điểm vàng trong tháng là, 3 ngày, sau ngày 20 âm lịch. Hướng may mắn là hướng Tây Bắc và hướng Đông, kết hợp với các tuổi quý nhân là tuổi thân và tuổi sửu thì chắc chắn thành công. Con số phát tài 68, 39 và 74 tuổi sông đất tốt và xấu với tuổi giáp tý trong năm 2023, giúp gia chủ cả năm quý mão, may mắn, vạn sự thuận lợi, làm ăn tấn tới. Và các tuổi sông đất tốt với các bạn tuổi giáp tý trong năm quý mão 2023 cụ thể là tuổi Đinh Hợi, sinh năm 1947, Giáp Thân 1944, Nhâm Thìn 1952, Bính Tuất 1946, Tân Sửu 1961, Đinh Mùi 1967, Mậu Thân 1968, Bính Thìn 1976, Nhâm Tuất 1982, Quý Hợi 1983. Các tuổi sông đất xấu với tuổi giáp tý trong năm quý mão 2023 là

Kênh Minh Đường Tử Vi rất mong rằng, quý vị anh chị tuổi giáp tý sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng cuối cùng của năm, và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Xin chân thành cảm ơn quý vị anh chị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi, mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, quý vị anh chị vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất xin kính chúc quý vị anh chị luôn mạnh khỏe hạnh phúc giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo